Xin chào các bạn, xin chào quý bà con. Thì trong cái video khá đặc biệt này thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái năng lực của tranh 3D để làm đẹp cho một căn biệt thự. Nó còn rất là mới và rất là đẹp. Nó sẽ như thế nào? Những cái bức tranh 3D của chúng ta mà hàng ngày các bạn xem trên kênh của chúng tôi đấy thì nó có đủ đẳng cấp để làm đẹp cho một căn biệt thự như này không? Đấy. Thì đây là một cái biệt thự người ta cho thuê làm homestay, tức là homestay. Nhưng mà anh chị chủ này ấy, là người ta sở hữu trực tiếp cái căn biệt thự này, và người ta cho thuê khách theo đoàn và khách gia đình, người ta không cho thuê lẻ nhé các bạn. Các bạn lưu ý là cái căn biệt thự này người ta cho thuê khách theo đoàn và khách gia đình chứ không cho thuê khách đơn lẻ đấy. Chúng tôi xin giới thiệu cái vị trí của cái căn biệt thự này là ở số D6 nhé, số D6 khu biệt thự Đồi Ngọc Tước nhé. Cái này nó nằm ở hẻm 662 Nguyễn An Ninh, đi vào một chút thôi, và nó cách cái bãi 8 bãi 6 ấy khoảng tầm 200m, tức là khoảng 5 phút đi bộ. Thực ra mà nói chúng tôi nói hơi rông dài nhưng mà nó rất là thuận tiện, 5 phút đi bộ là chúng ta ra đến bãi biển nhé. Thì nói như vậy cho nó nhanh. Biệt thự rộng khoảng tầm 200m đổ lại, trên dưới 200m, dưới 200m một chút đó. Thì với mặt tiền rộng khoảng gần 10m và sâu vào nữa đấy. Thì tổng số phòng trong biệt thự của nhà chị Hiền này là 8 phòng nhá, 8 phòng đôi. Và tí chúng ta sẽ xem xét từng căn phòng một đấy. Ở đây chúng ta thấy đấy, những bức tranh của chúng ta nó có cái khả năng kiến tạo không gian cực kỳ tốt. Một cái bức tường này nó dài 5m, hơn 5m và cao khoảng tầm 2m7, như vậy là khoảng tầm 15m2 đấy. Một không gian 15m2 mà thay bằng một bức tranh nó rất là đẹp và cực kỳ ăn khớp với không gian bên ngoài đấy. Chúng ta nhìn từ trong ra, tầm này chúng tôi làm xong khoảng tầm 5 giờ chiều rồi đấy. Đây là không gian bếp của anh chị ấy, người ta cho thuê khách đoàn nên là thường vào cuối tuần, trong tuần thì cũng không đông lắm. Thì ở đây ấy, có tất cả đồ dùng và bàn ghế cho khách có thể bày tiệc, làm tiệc, chẳng hạn như các cái bếp nướng BBQ, các cái lò nướng điện, bàn ghế, tóm lại là như vậy. Thì anh chị cũng có các dịch vụ như là phục vụ khách hàng về mặt hải sản ra đấy, có thể nhờ mua các loại hải sản hoặc các loại hàng hóa cần thiết thế, nhưng mà chúng ta không quen đường đi với lại đấy. Đây là số điện thoại của chị Hiền nhé, số điện thoại của chị Hiền. Anh chị Hiền làm chủ trực tiếp căn biệt thự này, cho nên là chúng ta làm việc trực tiếp với anh chị đấy, không phải hỏi han là cho số điện thoại gì cả, chúng ta gọi điện trực tiếp cho chủ nhà nhé. Đây là phòng đầu tiên. Từ cầu thang chúng ta đi lên, chúng ta có thể thấy là những cái phòng khá là rộng. Một phòng này khoảng tầm 25m2 nhưng mà nó là cái phòng nhỏ nhất nhé, nó cái phòng nhỏ nhất trong 8 cái phòng của căn biệt thự này đấy. Thì lát chúng ta sẽ xem những cái phòng chính thì nó rất là đẹp, nó mới hơn, cái đồ nội thất nhìn nó mới hơn, nó đẹp hơn, nó hoành tráng hơn đấy. Thế là cái phòng cận cầu thang đi lên thì mình quay qua cái phòng này, ta xem một cái phòng có thể nói là bình thường nhất trong cái căn biệt thự này. Chúng ta có 8 phòng đôi như này nhé, mỗi phòng có 2 giường đôi, 8 phòng như này. Thì các phòng này đều lớn hơn và đẹp hơn rất là nhiều so với cái phòng vừa nãy. Thì chúng tôi sẽ quay một cái phòng bình thường nhất, một cái phòng khá để mọi người xem. Đây là một cái phòng chính để chúng ta cho khách nghỉ ngơi. Căn phòng này cũng rộng hơn khá nhiều so với căn phòng nãy đúng không? Và tất cả những thông số mà chúng tôi giới thiệu đây thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua chị chủ nhà, chị Hiền, để chúng ta biết được các cái thông số cụ thể hơn về các cái dịch vụ, rồi cơ sở vật chất, cũng như là giá thuê mướn theo từng thời điểm. Vũng Tàu là một cái miền du lịch cho nên chúng ta phải hiểu là cái việc mà chúng ta thuê nhà, giá nhà thay đổi theo thời điểm hoặc là kể cả hải sản thôi cũng là một cái điều hết sức bình thường. Nhưng ngay chúng tôi nhé, chúng tôi tâm sự thực sự các bạn, là có những thời điểm chúng tôi ăn gạch chỉ với giá khoảng 160.000 đến 180.000 một ký gạch cực ngon, nhưng mà cũng chỉ có giá khoảng tầm 160 đến 180 thôi.
đấy. Thế nhưng mà có những thời điểm nó phải trên 400.000, 500.000, thì đấy là người dân Vũng Tàu chúng tôi như vậy. Thì đối với khách du lịch thì chúng ta cũng hiểu là cái tính thời vụ trong các cái hoạt động thương mại của Vũng Tàu, cũng như là đối với ngành dịch vụ du lịch thì nó cũng vậy, nó tùy thuộc theo thời điểm trong trong năm, cũng như là trong tháng, trong tuần, đúng không ạ? Đấy, cuối tuần thì bao giờ cũng sẽ cao hơn là chúng ta thuê giữa tuần rồi, đúng không? Đấy, chúng ta thấy là những bức tranh dán tường 3D của chúng tôi thì nó đã thể hiện một vai trò khá là nổi bật. Đấy, thì cái bức tường hoa này đấy, thì ông chủ ông muốn làm tranh dán tường, nhưng mình bảo anh có bức tranh đẹp như này còn là giá làm gì nữa, thì mình đưa ra cho anh hai giải pháp. Thứ nhất đấy là anh cứ mua nhiều cái bình, nhiều cái bồn hoa nhỏ đấy, rồi anh treo sonea, đúng không, anh treo sonea, hoặc là anh treo thành dạng chữ V Victory đấy, hoặc là anh treo thành dạng lượn sóng, thì tất cả đấy là những cái ý tưởng mình nói cho anh đấy. Và anh có bức tranh đẹp như này anh làm tranh làm gì nữa, thì mình là một cái thằng dở hơi, thì nhiều khi mình nói với khách hàng là anh chị không nên làm quá nhiều, vì làm quá nhiều thì nó phản tác dụng đấy. Nên một cái bức tường như cái kia chúng ta để những bình hoa nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ đẹp hơn. Bên này thì bức tranh thì chúng ta làm cái hồ bơi này, rồi anh chị sẽ làm cái mái che lên, trong vài ngày tới sẽ làm cái mái che lên cái hồ bơi. Hồ bơi này dài 4m và rộng 2,5m nhá, vòng 10m2 đấy. Thì vừa là giới thiệu được cái khả năng trang trí của tranh 3D, vừa là giới thiệu một cái căn homestay, một căn biệt thự rất là đẹp. Hy vọng là mọi người yêu thích thì ủng hộ cho anh chị chủ nhà nhá. Xin chào.